Xin chào các em học sinh lớp 4 thân yêu. Cô tên là Nguyễn Thị Hồng Xuân, giáo viên lớp 4B, trường tiểu học B, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học lịch sử ngày hôm nay. Cô có vài yêu cầu nhỏ, mong các em thực hiện nhé. Các em phải chuẩn bị cho cô sách giáo khoa lịch sử, địa lý lớp 4, vở, bút. Ngoài ra, các em phải chú ý lắng nghe, quan sát và trả lời các câu hỏi cùng cô nhé. Bây giờ chúng ta đi vào tiết học đi nào. Các em có biết không, bằng tài năng của mình mà Lê Lợi đã tập hợp được một lực lượng nghĩa quân vô cùng hùng mạnh và giành được nhiều thắng lợi trong rất nhiều trận đánh lớn. Và một trong những trận đánh đã quyết định thắng lợi cho phong trào khởi nghĩa Lam Sơn, đó chính là trận đánh ở Chi Lăng mà bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trận đánh này các em nhé. Đó chính là bài 16, Chiến thắng Chi Lăng. Cô xin mời các em cùng cô đi vào bài học này nhé. Bây giờ cô trò chúng ta hãy bước vào phần khởi động của bài học ngày hôm nay các em nhé. Các em hãy cố gắng suy nghĩ trả lời đúng các câu hỏi sau đây của cô nào. Câu hỏi số 1. Nhà Hồ thành lập năm nào? Do ai lập nên? Cô mời các bạn suy nghĩ trả lời. Đây là đáp án của chúng ta. Nhà Hồ thành lập năm 1400 do Hồ Quý Ly lập nên. Cô chúc mừng các bạn đã trả lời đúng cho câu hỏi này nha. Và câu hỏi tiếp theo, nhà Hồ đóng đô ở đâu? Lấy tên nước là gì? Cô mời các bạn suy nghĩ trả lời. Và đáp án của chúng ta đó là nhà Hồ đóng đô ở thành Tây Đô, tức Thanh Hóa, đổi tên nước là Đại Ngu, nghĩa là an vui lớn. Cô chúc mừng các bạn trả lời đúng cho câu hỏi số 2. Tiếp theo là câu số 3 nhé các em. Tại sao cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại? Mời các bạn suy nghĩ trả lời. Và đáp án là cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại là do Hồ Quý Ly không đoàn kết được toàn dân kháng chiến mà chỉ dựa vào thành trì và quân đội. Cô chúc mừng các bạn tiếp tục trả lời đúng câu hỏi số 3. Cô có lời khen các bạn đã hoàn thành tốt 3 câu hỏi của phần khởi động. Các bạn đã cố gắng tìm hiểu bài và trả lời đúng các câu hỏi của cô. Bây giờ cô trò chúng ta tiếp tục đi vào phần khám phá cho bài học mới ngày hôm nay các em nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về Lê Lợi. Cô mời các bạn đọc sách giáo khoa trang 44-45, từ chỗ Lê Lợi là một hào trưởng, đến chỗ sang phá vây, để trả lời cho câu hỏi sau đây. Em biết gì về Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn? Cô mời các bạn xem sách giáo khoa và trả lời giúp cô câu hỏi này. Rồi, bây giờ cô mời các bạn hãy xem giùm cô. Đây là đền thờ anh hùng dân tộc Lê Lợi. Chúng ta xem ông là ai, là người như thế nào nha. Lê Lợi sinh năm 1385, mất năm 1433, là một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn, tức Thanh Hóa. Chúng ta xem trên lược đồ, đây là vùng Lam Sơn, tức Thanh Hóa ngày nay. Không chịu cảnh đất nước bị giặc Minh đô hộ, Lê Lợi đã chiêu tập binh sĩ, xây dựng lực lượng và chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa. Khi lực lượng nghĩa quân đã lớn mạnh, Lê Lợi quyết định tiến quân ra Bắc. Trận đánh ở Chi Lăng thuộc Lạng Sơn ngày nay là một trong những trận đánh quyết định sự thắng lợi của quân khởi nghĩa Lam Sơn.
Năm 1426, Lê Lợi quyết định tiến quân từ Lam Sơn, tức Thanh Hóa, ra Bắc, bao vây Đông Quan, tức Hà Nội ngày nay. Các em xem, đây là lượt đồ đường tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn. Mũi tên màu đỏ là đường tiến quân đấy các em. Bây giờ, cô trò chúng ta hãy bước vào hoạt động 1 của bài học. Chúng ta sẽ tìm hiểu về ải Chi Lăng và bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng. Các bạn hãy xem sách giáo khoa trang 45. Em hãy cho biết vì sao có trận Chi Lăng. Rồi, cô mời các bạn xem sách giáo khoa và tìm ý để trả lời cho câu hỏi này nha. Và đáp án của chúng ta đó là vì quân Minh bị bao vây ở Đông Quan, nhà Minh cử Liễu Thăng sang cứu viện giải vây, nghĩa quân Lam Sơn đón đánh ở ải Chi Lăng. Bây giờ các bạn hãy xem lượt đồ và cho cô biết địa hình ải Chi Lăng thế nào. Trên lượt đồ này các bạn hãy chú ý phần chú giải. Những cái khối hình thoi này là núi đấy các em. Ở đây có rất là nhiều núi, đó chính là núi Quỷ Môn Quan, núi Ma Sẵn, núi Phượng Hoàng, núi Cây Kinh, núi Mã Yên. Ở bên tay trái của chúng ta thì có dãy núi đá, bên tay phải thì có dãy núi đất. Những cái dãy màu xanh này là sông, mũi tên đỏ là quân ta mai phục, mũi tên màu đen là quân địch hành quân. Chúng ta hãy xem kỹ lượt đồ và cho cô biết địa hình ải Chi Lăng thế nào nha các em. Và câu trả lời của chúng ta đó là ải Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, đầm lầy, rừng rậm và cây cối tùm. Cô mời các em hãy xem. Đây là ải Chi Lăng ngày nay. Đây có rất là nhiều ngọn núi cao vút. Cây cối thì tùm, đường thì nhỏ hẹp thế các em. Và các bạn hãy cho cô biết ải Chi Lăng thuộc tỉnh nào của nước ta? Đáp án của chúng ta đó chính là ở Lạng Sơn. Vừa rồi, chúng ta vừa tìm hiểu xem ở ải Chi Lăng có địa hình rất là hiểm trở, nó sẽ thuận lợi cho quân ta mai phục và rất khó khăn cho quân giặc. Bởi vì vào được nhưng ra rất khó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang hoạt động 2, sẽ tìm hiểu diễn biến trận Chi Lăng thế nào nhé các em. Đầu tiên, các bạn hãy cho cô biết quân địch do ai chỉ huy đến ải Chi Lăng. Quân địch do Liễu Thăng chỉ huy đến ải Chi Lăng. Và bây giờ, các bạn hãy thảo luận theo nhóm 2 trong vòng 2 phút để trả lời giùm cô hai câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 1. Kỵ binh của quân ta hành động như thế nào khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng? Câu hỏi số 2. Kỵ binh của giặc vào ải, giặc thua trận ra sao? Cô mời các bạn hãy thảo luận và tìm ý để trả lời cho cả hai câu hỏi này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trả lời lần lượt cho câu hỏi số 1. Kỵ binh của quân ta hành động như thế nào khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng?
đó là kỵ binh ta nghênh chiến, Nhữ Liễu Thăng và kỵ binh giặc vào ải. Rồi câu hỏi số 2, kỵ binh của giặc vào ải, giặc thua trận ra sao? Đó là khi kỵ binh của giặc vào ải, quân ta tấn công, Liễu Thăng bị giết, quân giặc hoảng loạn và rút chạy. Bây giờ cô mời các bạn hãy quan sát lượt đồ, hãy thảo luận và thuật lại trận chiến Chi Lăng các bạn nhé. Đây là lượt đồ chiến thắng Chi Lăng. Các em chú ý trên lượt đồ này nhé. Mũi tên màu xanh là chỉ quân Minh, mũi tên màu đỏ là chỉ quân Lê Lợi. Và chúng ta lưu ý ở trong cái lượt đồ này, các em phải chú ý cho cô hướng di chuyển của các mũi tên để chúng ta thuật lại trận chiến Chi Lăng cho chính xác các em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thuật lại trận Chi Lăng. Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân tiến đánh vào Lạng Sơn. Đến cửa ải Chi Lăng, bị kỵ binh ta ra chặn đánh và dụ cho đội kỵ binh của địch, trong đó có Liễu Thăng vào ải. Khi ngựa của chúng bị bõm vượt qua đầm lầy, thì một loạt tiếng pháo nổ như sấm ra hiệu, lập tức hai bên sườn núi những chùm tên bắn lao vun vút. Địch tối tăm mặt mũi, Liễu Thăng bị giết, quân bộ theo sau của địch cũng bị ta phục kích tấn công. Quân địch hoảng sợ, hàng vạn quân binh bị giết, số còn lại phải bỏ chạy. Bây giờ các bạn cho cô biết quân Lê Lợi đã dùng mưu kế gì để diệt giặc? Lê Lợi đã cho quân mai phục ở hai bên sườn núi của ải Chi Lăng. Khi giặc tới, cho kỵ binh ra nghênh chiến. Sau đó vờ thua để nhử kỵ binh của giặc và tướng giặc vào trận địa mai phục ở ải Chi Lăng. Vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu xong trận Chi Lăng. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem nguyên nhân và ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng như thế nào nhé. Qua hoạt động 3, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng. Các bạn hãy cho cô biết mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của Giặc Minh có kết quả ra sao? Ý nghĩa của trận Chi Lăng như thế nào? Mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của nhà Minh bị tan vỡ. Quân Minh phải xin hàng và rút về nước. Và ý nghĩa là nước ta độc lập, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế vào năm 1428, hiệu là Lê Thái Tổ. Nhà hậu Lê bắt đầu từ đây. Theo em, vì sao quân ta giành được thắng lợi ở ải Chi Lăng? Đó là dựa vào địa hình hiểm trở của ải Chi Lăng, nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi chỉ huy anh dũng, mưu trí, chúng ta mới giành được thắng lợi ở ải Chi Lăng đấy các em. Bây giờ để khắc sâu bài học ngày hôm nay thì cô mời các em hãy xem phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 46. Dựa vào địa hình hiểm trở của ải Chi Lăng, nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi chỉ huy đã đánh tan quân Minh ở Chi Lăng, thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác.
quân Minh xâm lược phải đầu hàng, rút về nước. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế vào năm 1428, mở đầu thời hậu Lê. Bây giờ để khắc sâu kiến thức của bài học ngày hôm nay hơn nữa, thì cô mời các bạn hãy cùng cô tham gia trò chơi Ai nhanh ai đúng. Các bạn hãy suy nghĩ thật nhanh để tìm ra đáp án cho những câu hỏi sau đây nha. Bây giờ là câu hỏi số 1. Ông là một vị tướng tài có uy tín ở vùng Lam Sơn, Thanh Hóa. Ông đã có công đánh tan giặc Minh. Ông là ai? Cô mời các bạn hãy suy nghĩ và trả lời thật đúng cho câu hỏi này nha. Và đây là đáp án của chúng ta, đó là Lê Lợi. Cô xin chúc mừng các bạn đã trả lời đúng cho câu hỏi đầu tiên. Tiếp theo là câu hỏi số 2. Nơi đây tướng giặc là Liễu Thăng đã bị giết tại trận. Mời các bạn suy nghĩ trả lời. Và đáp án của chúng ta đó là Ải Chi Lăng. Chúc mừng các bạn đã trả lời đúng câu hỏi số 2. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 3 các em nhé. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế năm nào? Xin mời các bạn hãy suy nghĩ trả lời giùm cô nào. Và đáp án của chúng ta đó là năm 1428. Và bây giờ cô xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt 3 câu hỏi ở phần trò chơi Ai nhanh ai đúng. Các bạn đã cố gắng tìm hiểu bài thật tốt, thật kỹ để trả lời đúng 3 câu hỏi này. Cô có lời khen các bạn nha. Các em thân mến, qua bài học này đã giáo dục cho chúng ta lòng yêu quê hương, đất nước, yêu con người Việt Nam. Ông cha ta đã làm nên một lịch sử thật oai hùng, bổn phận làm con cháu. Chúng ta phải biết tự hào, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chúng ta luôn luôn nhớ câu, uống nước, nhớ nguồn, và dân ta phải biết sử ta các em nhé. Ngoài ra, bài học này còn giới thiệu cho chúng ta biết khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ải Chi Lăng. Khi nào có dịp, chúng ta hãy đến đây tham quan để chứng kiến những chiến tích xưa mà ông cha đã để lại cho chúng ta các em nhé. Khi đến đây thì các em phải nhớ giữ gìn trật tự, nghiêm trang, giữ vệ sinh ở nơi di tích. Ngoài ra, trong thời buổi dịch bệnh hiện nay, chúng ta phải thực hiện tốt biện pháp 5K các em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em nhớ xem lại bài, trả lời các câu hỏi và chuẩn bị tiếp bài 17, Nhà hậu Lê và việc tổ chức quản lý đất nước. Bây giờ, cô xin chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại.